副首相の5月以来の昨年の5月以来の訪日を歓迎いたします。副首相とは今日で5回目の会談となりますが、短い間に5回も会談できたことを嬉しく思います。<music> Tôi rất vui được có cuộc hội đàm lần thứ năm trong ngày hôm nay. Thì trong thời gian không, không, không trong thời gian ngắn trong thời gian vừa qua thì có cuộc năm năm lần thì rất là vui mừng. Xem Thiên nó,

Tôi vẫn ấn tượng về sự đóng tiếp nồng ấm của ngài khi tôi thăm lại Việt Nam vào tháng năm, tháng 1 năm nay. Mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển đáng kể thông qua các chuyến thăm cấp cao thường xuyên, trong đó có chuyến thăm của tôi sang Việt Nam và lần này thì có chuyến thăm của ngài sang thăm lại Nhật Bản. 今般の副首相の本日を通じ、後半な戦略的パートナーシップを一層進化させていきたいと思います。今日いあの声を私て、私たちの声を聞いたちの声を聞いて、私たをいのいて、私たちの私たちのいの tôi chân thành cảm ơn ngài rất nhiều về cái sự đón tiếp rất là chân tình trọng thị đối với tôi và đoàn Việt Nam trong lần thăm chính thức chặt Bản lần này. Abe Shinzo, Nai Kak Sori Dai Hong Hajime, Mina Sama no domo, Vietnam High Level 艦隊をいただきまして、心より感謝を申し上げます。Như à, như người nào, đừng nói sau năm tháng chúng ta gặp lại trong niềm vui và có nhiều kết quả tốt đẹp về hợp tác Việt Nam Nhật Bản. Các Osaka chúng ta là quan hệ phát triển khi Tôi chúng tôi nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong thời gian vừa qua phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, có sự tin cậy cao về chính trị mà đỉnh cao là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản tạo đột mới cho quan hệ nước chúng ta. Việt Nam và Nhật Bản có có 5 tháng, 天皇,皇后,両陛下のご訪問, tôi, tôi, đặc, tôi đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Ngài Thủ tướng AB đối với quan hệ hai nước. Tôi mong được cùng Ngài Thủ tướng trao đổi các vấn đề thúc đẩy quan hệ hai nước chúng ta thời gian đến. Liệu quan các cả nô cô Liệu quan Cảm ơn tôi ただいまから、日ベトナム間の文書交換式を取り行いますまず、計約1000億円の円借款交換公文3件、計約30億円の無償資金協力交換公文3件、および関連する借款契約1件の交換を行います。 交換者は梅田中ベトナム大使とベトナム側よりズン計画投資大臣、ハイ財政副大臣、およびクオン在京ベトナム大使です。Trước hết, xin được phép tiến hành lễ trao công hàm về 3 dự án hợp tác viện trợ vốn vay với trị giá, trị giá khoảng 100 tỷ yên, công hàm 3 dự án viện trợ không hoàn lại với trị giá 3 tỷ yên và một hợp đồng vốn vay. Xin mời Ngài Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Nguyễn Chi Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, và Ngài Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, và Ngài Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

<music> ありがとうございました次に公安施設の国家技術基準策定における協力にかかる覚書。 および高速道路 PPP プロジェクトに関する協力にかかる覚書の交換を行います。交換者は大野国土交通大臣政務官とドン交通運輸副大臣です。Uh, tiếp theo, ch và bản ghi nhớ về hợp tác trong phát triển mô hình đối tác công tư tại các dự án đường cao tốc Việt Nam. Xin mời ông Yasutada Thứ trưởng Bộ Đất Đai, Cơ sở Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản và Ngài Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam

Xin mời Ngài Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông Hiroyuki Ishige, Chủ tịch JETRO. Xin chân, cảm ơn. No à, à, cuối cùng là xin được phép là tiến hành lễ trao đổi bằng ghi nhớ hợp tác song phương về phục hồi chức năng sau mổ và phẫu thuật thần kinh giữa bệnh viện Kitahara và bệnh viện Việt Đức. Xin mời ông Kitahara giám đốc bệnh viện KNI và Tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. このほか、本日の首脳会談に合わせ、低炭素成長パートナーシップに関する、日ベトナム間の協力覚書の更新も別途行われましたことを紹介いたします。 Lễ trao đổi văn bản đến đây là kết thúc. Tiếp theo đây, xin được phép tiến hành cuộc họp báo chung giữa Nhật Bản và Việt Nam. Mở đầu, xin kính mời Ngài Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo đó. Xin kính mời Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam lên phát biểu. それでは安倍総理お願いいたします親しい友人である副首相の就任後2度目となる今日をここから歓迎いたします。副首相とは本日、5回目となる首脳会談を行い、率直かつ、大変有意義な意見交換を行うことができました。 Rồi hôm nay, Thủ tướng Phúc và tôi tiến hành hội đàm lần thứ năm và đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và đầy ý nghĩa. 1, tôi Việt Nam. Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của tôi vào tháng 1 năm nay, lần này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Nhật Bản, trên cơ sở tiếp xúc cấp cao thường xuyên như vậy. 日本軍隊もイコールズにパブナ、だ、だ、または発展関係。その発展をさらに加速すべく、本日私から副首相に日本の高い技術と経験を活用し、ベトナムにおける質の高いインフラ整備、投資環境改善、人材育成に貢献し、両国はともに悲劇するビジネス機会を創出していく決意をお伝えしました。で、で、にゃに、てん、す、発展、だ。 ngày hôm nay tôi đã bày tỏ quyết tâm của Nhật Bản sẽ đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam với sử dụng công nghệ và kinh nghiệm vượt trội của Nhật Bản và qua đó tạo ra cơ hội kinh doanh mà hai bên cùng có, lợi. Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác kinh tế rất là quan trọng. Hôm nay, tôi đã đến Việt Nam và tôi đã đến Việt Nam. Nhật Bản là 、心臓巡視船供与などを通じ、ベトナムの海上法執行能力の向上を力強く後押しします。Tôi hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tháng trước, tàu khu trực ismo của lực lượng thư Nhật Bản đã thăm cảng Cam Ranh. Nhật Bản sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam nâng cao năng lực chấp pháp trên biển thông qua việc cung cấp những chiếc tàu tuần tra mới, vân vân. Hồ Chí Minh, Hàn Quốc, Brazil, Nga, Đài Loan, Nga, Phúc Quốc, Châu, Tô, Thông, Anh. 自由な貿易投資を推進していきます。本年11月にダランで開催される APEC 首脳会議を成功させるため、議長を務めるベトナムを全面的に支援することをお伝えしました。TPP の早期発行や質の高い RCEP 実践に向けても、両国で緊密に協力していきます。 tôi sẽ thúc đẩy thương mại đầu tư tự do. Tôi đã bày tỏ ý định Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam một cách toàn diện cho sự thành công tốt đẹp của hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Hai nước cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để sớm thực hiện hiệp định TPP cũng như để thực hiện hiệp định RCEP chất lượng cao. Nhật Bản là quốc gia xã hội 、自由で開かれた国際秩序の維持、強化に向けた協力を推進していく考えです。日本が提唱する自由で開かれたインド太平洋戦略について、副首相の理解を得られたことを大変嬉しく思います。Nhật <Nic> Bản <joshan> sẽ thúc đẩy hợp tác để duy trì và tăng cường chặt tự quốc tế tự do và mở cửa dựa trên thượng tôn pháp luật mà được coi là nền tảng của sự ổn định và phồn vinh của cộng đồng quốc tế. Tôi hết sức vui mừng trước sự hiểu biết 南シナ海問題については国際法に基づいた関係国間の対話軍事化を含む一方的行動の自制の重要性について改めて復興主導と認識を共有できたことを嬉しく思います。 ドイツは、チェンコソルファテ、コミュニティ、ガンチャン、タイドヒンチャンも、さらに、新たな段階の脅威となっている北朝鮮の核ミサイル開発を阻止すべく、国際社会全体として北朝鮮に対する圧力を強化すべきとの認識で一致しました。拉致問題の解決に向けても、副首相と協力してまいります。 Thêm vào đó, hai người chúng tôi đã nhất trí nhận thức rằng toàn thể cộng đồng quốc tế cần gia tăng sức ép lên Bắc Triều Tiên để ngăn chặn phát triển của vũ khí hạt nhân và tên lửa của họ là mối đe dọa giai đoạn mới. Tôi cũng sẽ hợp tác với Thủ tướng Phúc cho việc giải quyết vấn đề bắc Cốc công dân. La Liên Nhật Bản và Việt Nam và quan hệ chủ tịch 45 năm. Hôm nay, trên cơ quả bước qua, Thủ tướng sẽ chia sẻ với chúng tôi về những nỗ lực chúng tôi ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてフック首相をお願いいたします。 xin trân trọng cảm ơn. À, tiếp theo, xin trân trọng kính mời ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. À, thưa ngài Thủ tướng Shinzo Abe quý mến, thưa quý vị và các bạn. À, xin aiする, Abe Shinjo, kak kakka, à, trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà ngài Thủ tướng Shinzo Abe đã dành cho tôi và đoàn đội cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản. まず最初に私とベトナム政府ハイレベル訪問団が日本を正式に訪問し第23回アジアの未来会議に出席する際安倍晋三内閣総理大臣からいただきましたもてなし温かい艦隊に心より感謝申し上げます。が

Việt Nam khẳng định coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018. Daijiniwa souhou wa seijiteki shinrai no kyoka hai là hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp và giải pháp cụ thể thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế nhất là tăng cường hơn nữa đầu tư của nhật bản vào việt nam Ngài Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào các dự án, trọng điểm xây dựng cơ sở hạ tầng, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu. Vâng hoàng. Là, thành, và hoàng. Đại hình như Số là, quốc liên kết cho, mê Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản và thực hiện nghiêm túc các cam kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư mà tôi và ngài. ベトナムは日本の ODA 供与を高効率に使用し透明性のある都市環境を作り日本の投資家に有利な条件を作り出し昨日の投資セミナー投資カンファレンスで約束したことをしっかりと守りますバラハイベンニャッキータンクウンヘプ

hai bên khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ cao tốc bắc nam khu công nghệ cao hòa lạc chiến lược công nghiệp hóa của việt nam và trong chuyến thăm năm này các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp đã ký bốn ba văn kiện hợp tác trị giá trên 22 tỷ đô la mỹ đó là riêng đầu tư fdi sohoa vietnamano co geocelac cửa ạ nam bắc Đô, lạc high tech park nado gata project no 緊密に協力することにつき一致しました。そしてこの際、FDI 直接投資だけでも、両国の官庁、地方、および企業が約230億ドル、で43通の協力文書に証明しました。国

bảo đảm sự thịnh vượng về kinh tế, tự do về thương mại và an toàn hàng hải trên nguyên tắc tuân thủ hiến trương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Abe Soli

và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực quẹt đe dọa vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC một cách chất lượng nhất. Đại cô như bảo, số hồ à. hay ba, 海洋の安全保障および安全航行および上空飛行の自由を維持することの重要性を強調しまして文書の平和的集団による解決の推進武力使用しない武力威嚇しない1982年国連海洋法条約を含む国際法の履行外交集団および法的集団の尊重 2002年、南シナ海の関連国関係国の行動宣言利用しよう、厳格に実施し、南シナ海における行動規範 CO、COC を人職に対決するように、月一致しました。北朝鮮に、えー、つきまして、 は国連の各決議案に基づいて厳格に尊重し実施し北朝鮮半島の平和そして安定そして比較を実現することにつき一致しました。 そして、えー、ベトナムの、uh, APEC 首脳会議に、11月に開かれますけれども、安倍総理が出席することを心より、えー、安倍総理、そして皆様、uh, 今日は本当にありがとうございました。

これより晩餐会を開始させていただくにあたり、まず主催者である安倍総理からご挨拶をお願いいたします。えまず、えー、皆様、大変お待たせいたしましたことをお詫び申し上げたいと思います。えー、大変、えー、首脳会談が話が話弾,弾んだことによってですね vâng, <triggering> ờ, trước hết là tôi xin uh, chân thành xin lỗi các quý vị thì chờ đợi lâu uh, bởi vì là hội đàm vừa uh, thực, vừa được thực hiện thì có rất là sôi nổi và có nhiều nội dung làm việc uh -huh. 副,副首相とのですね, <triggering> uh -huh. tôi xin thông cảm của các quý vị bởi vì là đây là đây thể hiện rõ là quan hệ thân mật giữa uh, tôi và thủ ừ. tướng nguyễn xuân phúc 福ご夫妻の本日を書かれた感じし、本年1月、私と妻が、妻を訪問した、裁縫した際の盛大な関係は今も、クロニアにいています。もう、uh, uh, ch 1度、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2人、2 11月にはフック首相の故郷に近いダナンで APEC 首脳会会議が開催されます。ダナンは私にとって初めての地でありますが、海の幸が有名だと聞いております。ベトナムの巧みな自称采配で、会議が大成功を収め、これをおきなく美味しいシーフードを堪能できることを楽しみにしております。 Mặc dù tôi chưa từng đến, tôi nghe nói uh, Đà Nẵng uh, là rất nổi tiếng về món hải sản. Tôi mong được tha hồ thưởng thức các món hải sản ngon sau khi nhận thấy sự thành công tốt đẹp của Hội nghị dưới sự điều hành khéo léo của Việt Nam. Tên hồ no Vietnam go Việt Nam

本日は1月の訪問の際に続き、日ベトナム両国の特別大使を務める杉良太郎大使も同席をしていただいています。30年近く交流を牽引する功労者であり、引き続きご活躍を期待しております。 Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của tôi vào tháng 1, ngày hôm nay cũng có sự tham dự của ngài Sugi Ryotaro đại sứ đặc biệt Nhật Bản, Nhật Việt và Việt Nhật. Đại sứ Sugi là người cống hiến cho sự phát triển giao lưu hai nước trong suốt gần 30 năm qua. Tôi hy vọng ngài tiếp tục phát huy vai trò cho mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc の関係の進化は 昨年日本で学ぶベトナム人技能実習生の数が約9万人となり国別で第1位となりましたベトナムからの留学生は6 lưu nhân dân cũng cho thấy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn. Trong năm ngoái, số tu nghiệp sinh Việt Nam học tập tại Nhật Bản đã lên tới gần 90.000 người và hiện đứng thứ nhất trong các quốc gia 本日は、ベトナム政府から一橋大学に留学中のルオン・トゥ・フォンさん、防衛大学校に留学中のブイ・コーク・フンさん、また看護師候補者として来日し、めいた日本の国家資格を取得したグエンソン・ハーさんにもお越しをいただきました。 Tại tiệc chiêu đãi ngày hôm nay, tôi mời chị Lương Thu Hương đang học tại trường Đại học Hitotsubashi, anh Bùi Quốc Hùng tại Học viện Phòng vệ, cũng như anh Nguyễn Xuân Hà là đã sang Nhật Bản để thực tập ngành y tá và đám mừng là đã lấy được chứng chỉ quốc gia Nhật Bản. Tôi mong muốn rằng dựa trên kinh nghiệm học tập tại Nhật Bản, また、uh, 今日の晩餐会にはお越しをいただいておりませんが、uh, 先般、ベトナムからの留学生の青年が、川に入って自殺をしようと試みた日本人の女性を川に飛び込んで、救出をしてくれました。 フルタイヤを売るお店でアルバイトをしながら日本で勉強している学生であります。 Vâng. À, hôm nay thì tôi không mời được, nhưng mà uh, có một uh, ly học sinh Việt Nam uh, tên là ông anh, anh Lê Tấn Trung uh, vừa qua đã cứu trợ một phụ nữ người Nhật Bản mà uh, suýt nữa là tự tử tử uh, vào vào con sông. thì anh, anh Trung uh, ấy là hiện nay thì là việc uh, cho bán uh, các bánh lốp xe uh, và uh, vừa, vừa vừa đó và học tập tại đây một cách nhiệt tình. タンチュンさんの勇気をたたえ、一人一人紹介することはできませんが、多くのベトナムから日本に来られた留学生、あるいはビジネスマン、文化人、学者、たくさんの皆様が、日本とベトナムの絆として活躍をしていただいています。 mặc dù là tôi không giới thiệu hết được nhưng mà có nhiều người Việt Nam đang sang Nhật Bản để học tập hay là làm việc uh, như uh, uh, là hoặc là tham gia vào hoạt động uh, giao lưu văn hóa hoặc học thuật đã đóng góp vào nhiều cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta. Hôm nay trong nhưng mà, mà, かけがえない友好関係を政治、経済、学術、文化などさまざまな各分野で支えるリーダーの方々を各地からご招待いたしました。ーーし皆様のおかげで、今日の素晴らしい日ベトナム関係があります。皆様にはこの場をお借りいたしましまて 感謝,続き, tôi xin cho rằng mối quan hệ hết sức tốt đẹp hiện nay giữa hai nước chúng ta là thành quả của sự đóng góp to lớn của các quý vị ở đây. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới các vị khách quý và xin bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các, uh, của các quý vị cho sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ hai nước.

乾杯安倍総理、ありがとうございました。 Xin chân trọng cảm ơn Thủ tướng Abe. Tiếp theo, xin chân trọng kính Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên phát biểu. Thưa Ngài Thủ tướng Chí Abe và Phu Nhân Abe a Thưa quý vị khách quý và các bạn. ABC Ake Tôi xin chân thành cảm ơn ngài Thủ tướng Shinzo Abe và quý vị đã dành cho tôi phu nhân của tôi và đoàn đề biểu cấp cao của chính phủ Việt Nam sự đón tiếp rất thân tình và trọng thị. Và tôi と妻をはじめとするベトナム Tôi đã vinh dự được đến thăm quý quốc nhiều lần, và mỗi lần đều lưu lại trong tôi những ấn tượng hết sức sâu sắc về đất nước Nhật Bản, chứa sở qua anh đào tươi thắm với truyền thống văn hóa lâu đời và đất đặc sắc. 私は何回も帰国を訪問していますが毎回長い歴史のある独特な伝統文化を持ち美しい桜の国である日本における大変深い印象を持てるようになっております。近辺で優れた想像力を有する日本人は Chúng ta còn nhớ thảm họa kép năm 2011 vẫn thiệt hại rất lớn về người bị tài sản. Trong thảm họa người dân Nhật Bản vẫn bình tĩnh, sắp hàng để xử lý những vấn đề cụ thể. Đặc biệt có những em bé 9 tuổi nhìn chút ăn, nhìn chúc ăn của mình cho những người già tàn tật, văn văn. そして2011年、大震災が発生したけれども、その震災地の国民、日本,日本人は大変規律を守り、対応を冷静にしておりました。特に救ののはお年寄りのためちょっと Uh yu, yu yu Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Thủ tướng Shinzo Abe với chính sách kinh tế Abenomics năng động, cùng nghị lực, tài năng, trí tuệ và tinh thần Nhật Bản mạnh mẽ, nhân dân Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được thành công mới xây dựng Nhật Bản ngày càng phồn vinh, thành vượng Abe Shinzo 活発的なアベノミクを数字、強い日本精神を生かして、知恵才能あふれた日本国民が新しい成功を遂げ、より豊かな日本を築き上げることができると確信しています。

ở tỉnh Naga thế kỷ thứ 8, sự giao thoa của nhã nhạc cung đình hai giáo ấn của những thương nhân Nhật Bản đến Việt Nam từ thế kỷ 16 hiện còn lưu giữ nhiều ở Hội An, quê hương của chúng tôi, vân vân. Đó cũng chính là những câu chuyện về lịch sử giao lưu lâu đời giữa hai dân tộc chúng ta mà tôi đã vinh dự cùng trò chuyện với nhà vua và hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trong tháng 3 vừa qua. <laughs> 総領が日本に来て奈良県の東大寺の大仏の開館式に参加しましたそして雅楽の交流や16世紀にベトナムに来て商売を行った日本人の軌跡が私のふるさとである法安町にたくさん残っておりますそれは我々の両民族の長い歴史の交流に関する素晴らしい物語であり3月に初めて có thể khẳng định hai nước dẫu không cận kề về địa lý, nhưng sự tương đồng về phán hóa cùng những mối liên hệ lịch sử, tình cảm gần gũi giữa dân hai nước, sự chia sẻ nhiều lợi ích chung và kết quả hợp tác tích cực đã tạo nên sự gắn kết tự nhiên, tạo nên chiều sâu của mối ban giao Việt Nam-Nhật Bản trở thành nền tảng bình vững đưa mối quan hệ ấy vượt qua trở ngại về địa lý, thử thách về thời gian để đến ngày hôm nay, hai nước chúng ta không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng mà còn là những người bạn chân thành, tin cậy lẫn nhau. Là người, là người, doanh, là hiệu, doanh, đặc kinh linh 自然に密接し、ベトナムと日本の関係の深い海を越え、時を越え、今日に我々両国の広範な戦略的なパートナーシップだけではなく信頼できる新の仲間になっております。 diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và với sự tin cậy cao về chính trị. Minasama, công khai, <laughs> tất cả xây dựng tích na sinh no moto, tô, điều cốc no cô hàn na xin lạc tích na patna ship ngà, dân mệnh tích kát sử, chắc dịch tích nhị, chí kà ra dư yốc hạt tên sử tôi được, đã có cuộc hội đàm rất thành công với ngài thủ tướng Shinzo Abe cùng ngài thủ tướng ra tuyên bố chung tham dự hội nghị Trúc tiến đầu tư Việt Nam quy mô lớn nhất từ trước đến nay và chứng kiến việc trao đổi nhiều văn bản hợp tác được ký kết giữa các bộ ngành, các địa phương, doanh nghiệp của hai nước. Sakido Abe Shinzo Sori to Shino Kai o Taihen Seikori ni Okunai Kyodo Semei o Hoka chính phủ việt nam và nhân dân việt nam tin tưởng rằng với quyết tâm và sự chỉ đạo sắc sao của hai chính phủ sự quyết tâm và đồng lòng của các bộ ngành địa phương của doanh nghiệp các tổ chức xã hội và người dân hai nước hợp tác việt nam nhật bản sẽ ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả

trong không khí nồng ấm, thăng tình và tràn đầy tình cảm hữu nghị của, tụ, của buổi tối ngày hôm nay, tôi đề nghị quý vị nâng cốc. Xin chúc Ngài Thủ tướng Shijo Abe và Phu Nhân sức khỏe, thành công.